Xin chào các bác, chào mừng quay trở lại kênh YouTube của mình ở lại nhé. Hôm nay thì em không live stream, lên cho các bác ít ma đài nhé, ít ma đài. Các bác xem video thì vui lòng cho xin like, bác nào chưa đăng ký thì cho xin đăng ký kênh. Vâng. Thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em thôi nhé, 0975 75 76. Đây lên cho các bác này, một em và các bác rất là thích đi. Một em to khủng thôi nhé. Rất là to khủng luôn. Em này là em Nationa cô nhá, Nationa. Con này thì nó không có cassette mà con này có hai cassette cô nhá. Hai có hai cassette liền. Đây. Đấy. Hai cassette. Con này thì giải tần 108 cô nhá. Đấy, giải tần 108. Đấy. Giải tần 108 luôn. Có xem video thì vui lòng cho xin một like. Đấy. Con này tiếng cực tốt luôn nha con nhé, có cả đường live in này. Dạ vâng. Thời tiết bất thường như là sấm chớp thì chúng ta phải nhanh chóng lên bờ và lên khách sạn ngay. Vâng. Cố chần chừ ở lại thì sẽ rất là nguy hiểm cho bản thân của mình. Vâng. Con này cả hai cassette còn sống nha con nhé. Thì sao mà điểm đến hoặc là những cả hai cassette còn được sống hết. Hiểu. Dạ, yeah. Thưa anh Dũng và tất cả quý vị, ngay vào tối hôm nay thôi. Nói chung là con này về các bác nghe radio không đã ok rồi mà. Chưa cần nói là cái vấn đề là line in hay đủ rồi nhá. Đây. Đấy. Rất là chất luôn. Mã này là mã số 196. Mã 196. Con này các bác lấy để bác giá 1.8 nhá. 3196 1.8. Nay em lên nhanh thôi, nay em không like. Các bác là tối mai nhá. Tối nay nhà có tin việc không? Mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 75 76. Đây lên tiếp cho các bác này. Một em này, một em gì đây? Nhìn rất là khủng ấy, hai loa hai tép. Đấy, đầy đủ hết. Có đường line in đầy đủ các bác nhá. Con này con gì? ASCO. Cắm thử line in xem nào. Con này có cả đường nhìn vào ra. Đấu thêm loa không được. Chạy luôn. Cassette xong chạy không? Cassette chạy nhá. Con này cũng chạy hoàn hảo luôn, có cả đường lay in. Con này thì không có radio. Đấy. Tiếng tốt. Tiếng tốt kìa, chưa kịp tắt điện chưa vào hết này. Mã này là mã số 197. Mã 197. Đây con này các bác lấy để cho bác giá là 1.4 triệu. 197 nhá, 1.4 triệu. Về đánh sập nhà luôn. À con này còn fail. Con này còn fail nhá. Con này còn fail ra toàn giải này. Con này thì chắc là nhiều bác thích kìa. Con này trước thì lên thì không có để mà lên luôn. Hôm nay thì về lại có một em loa toàn giải loa fail nhá. Đây. Đấy. Loa toàn giải loa fail. Cái này để nó cắm cái gì ấy? Chưa biết là để nó cắm cái gì ấy. Đấy. Con này còn fail này. Cái gì? Chắc cái bin. Bin. Con này còn phễu nha con nhá. Con này thì ngon rồi. Này được cái con phễu này thì quá ok luôn. Đấy. Cái này thì
này như kiểu nó kể cắm đây không nhỉ? Không phải thôi. À do dây. Do ổ thôi. Cassette sống nha các nhá. Cassette chạy ngon lành luôn. Con này có cái đường lay in vào, đường lay in vào là nó cắm vào cái này phải. Sống đấy. Đây để em thử cái cassette cho bác nghe nhá. Đấy. Bây giờ đầu đi gì? Nói chung là con này về các bác nghe 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 nhạc cổ thì nó chấm hết luôn nhé. Một em phêu tần giả đấy. Unix KZ100D. Con này thì quá ok luôn. Sống với cassette chạy ngon lành. Mã này là mã số mã 198. Đấy, con này về các bác nghe nhạc cổ thôi. Phễu ơi tiếng nó nghe nó hay. Mã số 198 nhá. Đấy, con này các bác lấy để cho bác giá là để bác giá 1.8 triệu. Sống chạy ngon lành to nhá. 1.8 triệu. Thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 7576. Đây, liên tiếp cho con sáp này. Đấy, model HK50 nhé, sáp model HK50. Con này thì về có chế cái đường cắt tách ra thì đường lay in thôi. Con này là không lay in, à có lay in đấy. Có lay in, cứ tưởng không lay in, có lay in đấy. Có lay in đằng hàng luôn. Trục chặt ở cái chân rắc đằng sau thôi. Đấy, về các bác cắm thôi. Đấy, nói chung là sống rồi, về bác dọn cassette nhé. Sáp có đường lay in này. Con này nó cũng nhớ nhớ thôi. Mã này là mã số 199 nhé. Đủ đồ đẹp. Sáp 199. Về bác dọn qua cassette đi. Con này các bác lấy để cho bác giá là 1.4 triệu. 199, 1.4 triệu. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là
cái con số liên lạc của em là 0975 7576. Các bạn xem video thì cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký thì chơi vòng cho em xin một đăng ký kênh. Các bạn mai like nhé. Hôm nay thì em bận không live stream được. Hôm nay có cả đường live in nhé. Đường 3.5 thì không phải live in không. Toàn tiếng Tây cũng tàu. Đây, vào điện đây. Có tiếng rồi. Có đường lay đúng đường lay ngồi nhá. Đây đang chạy nhạc đây nhưng mà tiếng bé lắm. Đây. Tiếng bé tí. Toshiba KTC3 đẹp xuất sắc. Đây bác, đúng đường lay của nó ấy, có chạy ấy. Để cắm thử xem có tiếng nó bé đấy. Đấy, về các bác chỉnh lại cái đường line in nhé, đường sau tiếng nó bị nhỏ. Con này là con Toshiba KTC3, con này các bác lấy để bác giá 1.2 triệu, đẹp xuất sắc. Mã này là mã số 200, đấy, 1.2 triệu. Đây cái dòng đài nó có ngon là cassette, cassette này lên lúc cho ra con này. Nặng thế. Con này chắc tiếng tốt. Con này thì chắc là tiếng tốt thôi. Cái này như là nó có một cái này là in. Này là PC các kiểu ấy. CD các kiểu ấy. Cassette không chạy. Cassette chạy đây. Cắm mắt không cắm được này. Con Victor, đấy, mô đen là KX-70. Đồ thùng gió các kiểu. Con này cassette nhưng vừa đi thử vẫn chạy nhỉ. Cassette vẫn sống. Mã này là mã số 201 quá nhá. Mã số 201. Em này để bác giá 1.3 triệu. 201 1.3 triệu. Đấy, mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 7576. Qua xem video thì cho xin một like. Bạn nào chưa đăng ký thì cho xin một đăng ký kênh. Đây lên cho bác ít mã đài nhá, ít mã đài bé này. Đây này lên cho bác em con này thì hàng to khủng đấy. Đấy. À, con này con Toshiba không nhá. Con này con Bombay 11 này. Toshiba Bombay 11 Boden RT8800S thôi nhá. Đấy. Hàng này là hàng mới về thôi. Con này thì nó còn cực đẹp luôn. Con này thì nói chung là về độ đẹp của nó không gì phải chê. Nút niếc anten đầy đủ hết nhau nhá. Đấy.
mà tình trạng như thế nào thì bây giờ chờ đó. Và điện đấy, đèn vu đấy. Có vào điện đấy coi nhé. Con này về có dọn cassette. Có đẹp thích nhỉ. Có vào điện thôi nhá. Có tiếng rồi nhưng mà chưa nói đâu. Đấy. Đấy, có tiếng chưa nói nhá. Để các bác dọn dẹp đi. Hàng nguyên chất bãi. Đây, đẹp phút sắt luôn. Con này thì còn đẹp phút sắt. Đấy. Mã này là mã số 202. Đấy. Con này các bác lấy để các bác giá là 1.6 triệu nhá. Đấy. Mã số 202, 1.6 triệu. Về qua dọn dẹp đi. Đây là con sống đã. Còn về dọn lên nữa luôn. À, nguyên chiếc bãi. Con này con to nhá. Con này size của nó 50. Đấy, cái bàn 50, cao thì tầm khoảng 30 đấy, gần 30. Đủ đồ hết, đẹp. 202 1.6 triệu. Các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bạn nào chưa đăng ký thì cho em xin một đăng ký kênh. Đây lên tiếp cho bác em Toshiba. Toshiba Bombay 2. Con này model của nó là RT8160S nhé. Tình trạng thì sống radio mới nhá, cassette về bác dọn này. Tình trạng sống radio thôi. Con này có cả đường lay in này, đủ nút đủ anten. Còn nguyên bụi bẩn nguyên bãi luôn. Đấy. Nguyên bụi bẩn nguyên bãi. RT8160S luôn nhá. Mã này là mã số 203. Đấy. Con này có bác lấy để cho bác giá là 1.2 triệu. 203, 1.2 triệu để dọn dẹp lên là ok thôi. Con này nó còn nguyên bụi bẩn chưa lau chùi. Đây. Một con này dài Aiwan. Con này còn VK310 quá nhá. Aiwan VK310. Con này có điện rồi nha. Con này cassette có sống này. Con này sống một bên cassette thôi, bên này sống một bên nhá. Đấy. Giải 108 thôi nhá, con này giải 108. Mình quen rồi nè. Với lại lời ca mình cũng dùng nhuyễn. Đối với Aiwa CSPK310 tình trạng thì còn tương đối ok, đủ nút đủ anten. Mã này mã số 204. Đấy. Con này các bác lấy để cho bác giá 750. 204 này 750. Mọi thông tin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em với nhá. Này nên nó ít đơn ít mã thôi. Có tiếp việc.
Sony. Sony CF1470 giải 90. Con này giải tầm 90. Con này còn ok. Nó hơi có giò vì em liền dòng điện cách ly này. Con này cassette còn sống nha cô nhá. Con này cũng còn hoàn hảo luôn, Sony CF1470. Đấy. Con này bác lấy để bác giá 750.000. Mã này là mã số 205 750. Đây cô nhá, đủ đồ, đủ nút, đủ anten. Con này cũng còn khá đẹp. Giải 90. Cassette radio đều sống hết. Toshiba này, Toshiba Bombay. Đấy, con này con RTS53 cũng nhé, RTS53. Xịt rồi, con này xịt. Xịt các bạn, con này xịt. Giảm 1.8, đây thanh ý cho bác về bác dọn nhé. Đấy, bác nào lấy con này để bác giá 800. Con này nếu mà ngon này nhau nó bán 1.4 thanh lý luôn 800. Về các bác dọn bán giá xịt tiền cho bác luôn. Mã này mã số 206 này, 800. Các bác xem video thì tôi làm cho xin like. Bác nào chưa đăng ký thì cho xin đăng ký kênh. Đây lên tiếp cho bác em tô nhé, Toshiba. Con này thì tình trạng hiện tại đang thiếu một cái nút gạt này, mà em chưa biết là có không, nếu có thì em cho các bác thôi. Đấy, tôi cứ bán trong cái tình trạng thiếu nút nhé. Toshiba giải tầm 90, RT3100D. Đấy, không biết có xịt không. À, không xịt đâu. Sống. Tôi biết nó sống đây. Con này về dọn cassette nha con nhá. Về dọn cassette. Đấy. Bán tình trạng thiếu nút đi. Đấy, bác nào lấy con này để bác giá 650.000. Coi như bán thiếu nút đi. Chứ con này là không được phải 750. 207 nhá. 650.000. Còn đẹp, giải 90 Toshiba. RT3100D rồi nhá. Đây. Còn cực đẹp thôi. Mọi thông tin và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em là 0975 75 76. Đây. Nên cho các bác em Coca-Cola. Đây một em Coca-Cola nhé, dài dài. Tình trạng xem nào. À, có vào điện đấy. Giải 108 nhé các nhé, phải giải 108. Cả hai cassette đều sống luôn, con này thì sống hết. Sáng nay họ tập đến nhà, con phúc về đầu gọi là bà ơi. Con này là cái sống hết. Thôi con này có bác lấy để bác giá 5.5 lít. 550, 5.5 tỷ. Mã này mã số 208 nhé. 208, 550.000. Còn sống hết, tức đấy. Sống hết tất cả hai cassette. Em lên cho bác hai mã nữa thôi, xong rồi các bác mai livestream nhé, tối mai.
tối nay thì có chút việc của em báo luôn tối qua rồi. Với hộp 20 viên. Như vậy là quý vị mua lọ 80 viên vừa có thể dùng được lâu dài hơn, lại vừa được lợi thêm 85.000 đồng. Vậy thì chúng ta nên lựa chọn lọ 80. Nationale nhé, RX1650. Nationale RX1650 có nhé. Đấy. Giải 90 con này còn hoạt động hoàn hảo, cassette radio đều chạy hết không nhá. Đây. Đấy, nói chung là con này mức độ đẹp nó gọi là khá thôi. Đấy, bắt đầu lấy con này để cho bác giá 800. Mã này là mã số 209 này. 800. Các bác con này thiếu anten thôi. Đấy, các bác lại liên hệ với thằng cu em ở Shopee. Nó bán chắc chỉ 15.000 cái anten là xong thôi. Ôi con này thanh nhí luôn, thiếu nút. Đấy. Không cần cắm điện đâu. Không cần cắm điện luôn nhé. Giải 08 thanh nhí luôn cho bác này. 650. Để các bác lấy đồ. Mã này là mã số 260. Mã số 210, 2 tỷ bao nhiêu? 6 tỷ rưỡi. Đấy, ok. Đấy, mọi thông tin có liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em thôi nhé. Đấy, các bác xem video thì vui lòng cho em xin một like. Bác nào chưa đăng ký thì xin một đăng ký kênh. Đấy. Số điện thoại em Zalo Trần Công. Đấy. Đấy, xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo nhé.